Tóc Tiên bị đồn sắp cưới, tình cũ thời thanh xuân giờ ra sao? Tóc Tiên vướng tin đồn làm đám cưới với Hoàng Tu Liver vào ngày 20 tháng 2, trước đây nữ ca sĩ từng hẹn hò trong pool. Nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại của tình cũ Tóc Tiên. Gần đây, tin đồn Tóc Tiên Hoàng Tu Liver tổ chức đám cưới tại Đà Lạt vào ngày 20 tháng 2 gây xôn xao dư luận, phía cặp đôi giữ im lặng trước nghi vấn sắp về chung một nhà. Trước khi đến với Hoàng Tu Liver, Tóc Tiên từng hẹn hò trong pool. Trong Pôn là một cầu thủ bóng rổ người Việt gốc Hoa. Anh gặp tóc tiên khi cô đến trường Marie Curie biểu diễn trong buổi giao lưu với các ngôi sao thể, thao, ảnh, thi thao HCM, tóc tiên, và trong Pôn công khai chuyện tình cảm, vào năm 2008. Ảnh, Infonet, khi rảnh rỗi, tóc tiên thường xuyên đi cổ vũ trong Pôn thi đấu. Về phía trong Pôn, anh cũng sắp xếp thời gian đi theo ủng hộ tóc tiên trong các sâu diễn, ảnh, Infonet. Tóc Tiên, từng chia sẻ, trong cô nhận được nhiều thiện cảm từ phía mẹ ruột của cô, ảnh, infonet, mẹ của Tóc Tiên đồng ý cho Tóc Tiên, và trong côn tìm hiểu nhau. Dù khi đó Tóc Tiên, đang rất nổi tiếng, và mới bước chân, vào trường đại học, ảnh, infonet, khi tình yêu chớm nở cũng là lúc Tóc Tiên sang Mỹ du học. Sau một thời gian yêu xa, cả hai chia tay, ảnh, khám phá, Tóc Tiên lên tiếng tình cảm tan vỡ. Vào năm 2013 bởi không muốn mọi người hiểu lầm khi bị bắt gặp đi ăn tối với trong côn, ảnh khám phá. Sau khi chia tay tóc tiên, trong quân hẹn hò Nguyễn Diệu Linh, ảnh, đất Việt, Diệu Linh, từng dự thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2014, và đoạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á cùng giải Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất ảnh, đất Việt, trong pôn, và Diệu Linh đều kín tiếng, nên cả hai không chia sẻ nhiều hình ảnh bên nhau cũng không lên tiếng về chuyện tình, ảnh, đất Việt, hình ảnh Diệu Linh đến cổ vũ trong pôn, vào năm 2017, ảnh, sao star hiện tại chuyện tình cảm của trong pôn và diệu linh vẫn là một ẩn số khi cả hai rất kín tiếng ảnh sao star trong những năm trở lại đây tình cũ của tóc tiên rất hiếm xuất hiện trước truyền thông ảnh sao star hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại